Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong đợt thanh tra và kiểm tra chuyên ngành 225 cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế, chi cục đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 56 cơ sở với tổng số tiền trên 962 triệu đồng. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm dự kiến sẽ công khai danh tính của các cơ sở vi phạm trong tuần tới. Các vi phạm thường gặp bao gồm không khám sức khỏe, không có giấy xác nhận kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm đối với những người trực tiếp tham gia chế biến, kinh doanh thực phẩm. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, dụng cụ chế biến không đảm bảo các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Kết quả còn cho thấy vẫn tồn tại nhiều cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm sử dụng phụ gia không nằm trong danh mục cho phép của Bộ Y tế như hàn the, phóc môn. Ngoài ra vẫn còn một số nhà hàng quán ăn sử dụng sản phẩm động vật chưa qua kiểm dịch hoặc nguyên liệu chế biến thực phẩm không rõ nguồn gốc. Điều này đã khiến người dân chưa thật sự yên tâm về bữa cơm gia đình của mình. Để ngăn chặn triệt để các kiểu làm ăn gian dối trên sức khỏe người dân, Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ xem xét công bố danh tính các cơ sở vi phạm này vào đầu tuần sau.